Hello everyone, welcome to the GCSE examination. Today we move to the mock test number 15. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với những cái bài ôn tập về tiếng Anh cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Chúng ta đang luyện thi, ok? Và ở đây đó là đề minh họa số 15. Ok, let's go. Question 31. It's possible that she didn't hear what I said. Có khả năng là cô ấy không nghe thấy những gì tôi nói. Ở đây bạn nhìn vào bốn phương án ta có này: might not hear, might have not heard, may not hear and may not have heard. Đây là kiến thức về modal verb, động từ khiếm khuyết, ok? Và ta có cụm is possible. Possible có khả năng. Được chưa? Vậy thì ta chọn phương án nào? It's possible, it is possible thì ta sẽ chọn là may chứ không phải might. Và tiếp theo đằng cái vế đằng sau that đang chia quá khứ. Vậy thì ta cũng chia modal verb ở quá khứ tức là hoàn thành. Have not have heard. Ta chọn phương án D. She may not have heard what I said. Được chưa? Có thể cô ấy có thể là đã không nghe những gì tôi nói. Question 32. Stop smoking or you will be ill. The doctor told me. Đây là kiến thức câu tường thuật, đúng không? Chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp. Bác sĩ nói với tôi ngừng hút thuốc hoặc anh sẽ bị bệnh. Ok. Vậy thì ta sẽ chọn cái động từ nào cho phù hợp. Bên dưới bốn đáp án cho mình cái động từ advice, khuyên này, suggested là đề nghị, warn là cảnh báo và order là ra lệnh. Các bạn là chọn phương án nào? A. The doctor advised me to give up smoking to avoid illness. Bác sĩ khuyên tôi nên bỏ hút thuốc để tránh bệnh tật. Có vẻ hợp lý. B. The doctor suggested smoking to treat illness. Bác sĩ đề nghị hút thuốc để điều trị bệnh, đúng không? No, sai nghĩa. C. I was warned against smoking a lot of cigarettes. Tôi đã được cảnh báo không hút nhiều thuốc lá. Nhưng mà đâu có cảnh báo đâu. Ở trên kia là khuyên, đúng không? Hãy ngừng hút thuốc đi. D. I was ordered not to smoke to recover from illness. Tôi được lệnh không hút thuốc để khỏi bệnh. Không. Nếu mà không ngừng hút thuốc mới bệnh, đúng không? Sai nghĩa. Vậy ta chọn phương án A là hợp lý nhất các bạn ha. Bác sĩ khuyên tôi từ bỏ hút thuốc để tránh bị bệnh. Ok. Question 33. I haven't heard from Mike for several months. Tôi đã không nghe tin tức gì từ Mike vài tháng nay rồi. Đây là kiến thức gì các bạn? Viết lại câu đồng nghĩa và chuyển đổi thì. Ở trên câu đề nó đang là chia thì hiện tại, hoàn thành, phủ định, đúng không? Ta sẽ viết về thì quá khứ đơn. Vậy thì phương án nào đây? A. I didn't hear from Mike several months ago. Tôi đã không nghe gì từ Mai vài tháng trước. Câu này hợp lý không? Sai nghĩa. Không nghe tin tức gì trong vài tháng nay rồi, chứ không phải là những cái tháng trước. B. Mai didn't hear from me several months ago. Mai đã không nghe gì từ tôi vài tháng trước. Sai nghĩa. C. Mai heard from me several months ago. Mai đã nghe tin tức từ tôi vài tháng trước. D. I last heard from Mike several months ago. Lần cuối tôi nghe tin tức từ Mike là vài tháng trước đây. Ok, đây là hợp lý. Ta chọn phương án D các bạn hả? Ok, now let's move to the closed test with five questions. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần đọc hiểu điền từ các bạn ha. Chúng ta sẽ có 5 câu hỏi cho phần này. Question 34. Bạn nhìn vào bốn phương án thì đây là kiến thức về lượng từ, đúng không? Number, much, many and amount. Vậy chúng ta sẽ xem xét đằng sau chỗ trống nè. Ta thấy of, water. Thì đi với of thì chỉ có phương án nào? Number of hoặc là amount of. Và a number of thì sẽ đi với danh từ số nhiều ha. Còn amount of thì sẽ đi với danh từ không đếm được.
Vậy đây water là danh từ không đếm được, ta sẽ dùng phương án D. Okay. We all use a great amount of water daily in our homes, in factory, and in power stations. Most of this water is fresh water, and it comes to us from reservoirs, rivers, and lakes. Chúng ta cũng sử dụng một lượng nước lớn hàng ngày trong nhà, trong các nhà máy và trong các nhà máy điện. Hầu hết nước này là nước ngọt và nó đến với chúng ta từ các hồ chứa hoặc là sông hồ. Question 35. There are surface E, but large areas of water which we call oceans and seas. Như bốn phương án thì đây là kiến thức về từ vựng. A. Covered, bao phủ. B. Reserved, dự trữ, để dành. C. Constructed, xây dựng. Và D. Included, bao gồm. Và ở đây thì mang nghĩa gì các bạn? Bề mặt trái đất is được bao phủ bởi những cái vùng nước rộng lớn mà chúng ta gọi là đại dương và biển. Người ta chọn phương án A. Covered, được bao phủ các bạn ha. Question 36. If you have status the water from the sea, you will know that unlike fresh water, sea water status salty. This is due to the of sodium chloride, which comes from the land. Đây cũng là kiến thức về từ vựng. A. Attraction, sự thu hút, sự lôi cuốn. B. Presence, sự hiện diện. B. Advantage, lợi thế, ưu điểm. C. Realization, sự nhận biết. Nếu bạn đã nếm thử nước từ biển, bạn sẽ biết rằng không giống như nước ngọt. Nước biển có vị mặn. Điều này là do cái gì của natri chloro đến từ đất? Do sự hiện diện, đúng không? Tức là có cái natri chloro trong đất. Ta chọn phương án B. Presence. Question 37. The reason E. Sunlight is made up of many colors. Ở đây là kiến thức gì các bạn? Mệnh đề, đúng không? Ở đây thì bạn thấy đằng trước chỗ trống. Ở đây câu đã đầy đủ các thành phần, đúng không? The reason là chủ ngữ, is là động từ. Cho nên phía sau phải là một mệnh đề. Cho nên ta sẽ kết nối với hai cái chủ vị này bằng mệnh đề that. Okay? Được chưa? Vậy ta chọn phương án D. The reason is that sunlight is made up of many colors. Lý do là ánh nắng mặt trời được tạo thành từ nhiều màu sắc. Question 38. Đây là kiến thức gì các bạn? Liên từ. Okay. Moreover, hơn nữa. Hence, do đó, cũng vì lý do đó. C. Although, mặc dù. D. However, tuy nhiên. Nó dựa vào nghĩa ha. Some color disappear quickly in the sea, but blue light bounces back or is reflected to the surface. This makes the sea look blue. A stormy sky will make the sea look gray. Một số màu biến mất nhanh chóng trên biển, nhưng ánh sáng xanh lại dội ngược lại hoặc là bị phản xạ lên bề mặt. Điều này làm cho biển trông có màu xanh của trời, đúng không? Và một bầu trời mà giông bão sẽ làm cho biển trông xám xịt. Ok, vậy thì các bạn sẽ chọn phương án nào đấy? Cũng vì lý do đó, đúng không? Vì nó phản chiếu lại ha, cho nên ta sẽ chọn phương án B. Hence, cũng vì lý do này ha, khi bầu trời giông bão sẽ làm cho biển trong xám xịt. Okay, now we move to the reading comprehension, the paragraph number 1. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài đọc hiểu số 1. Okay, bài này chúng ta sẽ có 5 câu các bạn ha. Question 39. What is the main idea of the passage? Câu hỏi về nội dung chính của bài, đúng không? Ý chính của bài đọc này là gì? A.
Satoru Iwata, a man with amazing ideas. Satoru Iwata là người đàn ông có những cái ý tưởng đáng ngạc nhiên. B. Gaming is not just for dedicated gamers anymore. Việc chơi game không chỉ dành cho đối tượng chơi game chuyên nghiệp nữa. C. Satoru Iwata is an important man for dedicated gamers. Tức là Satoru Iwata là một người đàn ông quan trọng cho những người chơi game chuyên nghiệp. D. The gaming industry is making educational games now. Nền công nghiệp game đang tạo ra nhiều trò chơi mang tính giáo dục. Vậy theo các bạn ở đây sẽ là phương án gì? Nếu đối với một cái câu hỏi mà chọn ý chính, nội dung chính của bài, thì các bạn cứ đọc lướt qua từ câu hỏi cho đến bốn phương án để chúng ta lấy ý ha. Chúng ta có thể đoán nghĩa, chúng ta có thể đoán phương án nào trước, rồi chúng ta đọc hết bài đi, sau đó chúng ta sẽ quay lại ha. Chọn thì cái nó sẽ dễ hơn. Ở đây cô sửa luôn nha. Trong đoạn 1 ta có cụm Iwata didn't just want to attract dedicated gamers. He wanted to bring in new kinds of players to video game. Tức là ông này không muốn chỉ thu hút những người chơi giỏi. Ông ấy còn muốn thu hút nhiều kiểu loại người chơi mới vào game hơn. Đoạn 2 thì ta có câu Iwata wanted to make video games easier to pick up and more relevant to people's lives. Out of this idea came the Nintendo DS. People attracted more directly with their games by using a touchscreen instead of just a set of buttons. Ở đây thì sao các bạn? Iwata muốn trò chơi phù hợp với cuộc sống của mọi người hơn nữa, và mọi người tương tác trực tiếp với game bằng cái màn hình cảm ứng thay vì chỉ với những cái nút bấm. Ok, vậy thì bạn thấy này, những cái thông tin này nó đều đang hướng về một nội dung duy nhất, đó chính là ông này ông có nhiều ý tưởng, đúng không? Nhiều ý tưởng muốn làm cái gì mới lạ, thu hút những người chơi khác, rồi tương tác cảm ứng này nọ. Vậy ta chọn phương án A. Ok, he's a man with amazing ideas. Question number 40. What first motivated Iwata to change the strategy of Nintendo? Điều gì đầu tiên đã thúc đẩy Iwata thay đổi cái chiến thuật của công ty? Ha. A. He wanted to make useful consoles. Ông ta muốn tạo ra những máy chơi game hữu ích hơn. B. He wanted to lower sales. Ông ta muốn giảm doanh số bán hàng. C. He wanted to attract more players. Ông ta muốn thu hút nhiều người chơi game nữa. D. He wanted a new concept for gaming. Ông ta muốn một khái niệm chơi game mới. Ở đây thì chúng ta có thể thấy thông tin nằm ở trong đoạn 1. However, Iwata didn't just want to attract dedicated gamers. He wanted to bring in new kinds of players to video gaming. Tuy nhiên, ông ấy không chỉ muốn thu hút những người chơi game chuyên nghiệp, ông ta còn muốn thu hút nhiều người chơi game khác nữa. Vậy ở đây là phương án C. Okay? He wanted to attract more players. Question number 41. The word that in paragraph 2 referred to. A. Bringing a new kind of players to video gaming. Thu hút nhiều người chơi game mới. B. Attracting dedicated gamers. Thu hút những người vốn đã thích chơi game. C. Making the same kinds of games. Sáng tạo ra những loại game tương tự. D. Improving games power and complexity. Cải thiện sức mạnh và độ phức tạp của game. Ở đây thì ta thấy thông tin ha, đoạn 2 này. He wanted to bring in new kinds of player to video gaming. How was he going to do that? Tức là đã muốn thu hút nhiều người chơi game khác nữa, vậy thì định làm điều đó như thế nào? Điều đó chính là thu hút nhiều người chơi game mới, đúng không? Vậy ta chọn phương án A. Ok. Question 42.
What is true about changes in water make about the world of gaming? Điều gì là đúng về những cái thay đổi mà Iwata tạo ra về thế giới game? A. More games for children and girls. Có thêm nhiều trò chơi cho trẻ em và phụ nữ. B. More dedicated games. Thu hút thêm nhiều người lúc nào cũng thích chơi game. C. Created a new style of gaming. Tạo ra một kiểu chơi game mới. D. Less expensive game systems. Trò chơi ít đắt đỏ hơn. Ở đây chúng ta xem xét thông tin ha. Thứ nhất đó là câu Iwata wanted to make video games easier to pick up and more relevant to people's lives. Tức là ông ta mong muốn cho các trò chơi điện tử dễ hiểu và dễ chơi hơn này, liên quan phù hợp với nhiều người trong cuộc sống của con người. Câu tiếp theo, the kinds of games produce change as well, tức là cái loại hình game cũng thay đổi. Vậy dựa vào thông tin này thì chúng ta sẽ chọn phương án C, created a new style of gaming, tạo ra một kiểu chơi game mới. Question number 43, the word groundbreaking in last paragraph E closes in meaning to. A. Innovative, sáng tạo, cải tiến, đổi mới. B. Bad, tồi tệ, tệ hại. C. Beautiful, đẹp. Và D. Natural, tự nhiên. Vậy, cái từ groundbreaking này nằm trong câu with all that we have seen so far, we can only wonder what is next for Iwata. Surely it will be something groundbreaking. Với tất cả những thứ mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta chỉ có thể nói là liệu Iwata sẽ làm gì tiếp theo. Chắc chắn đó sẽ là những thứ mang tính, đúng rồi, ngạc nhiên đúng không? Đột phá ha, cải tiến, sáng tạo, đổi mới. Ta chọn phương án A, groundbreaking ha, mang tính đột phá, đồng nghĩa với phương án A các bạn ha. Okay, now let's move to the second reading comprehension. Chúng ta chuyển sang bài đọc số 2 ha. Đây là bài đọc hiểu với 7 câu. Bài này thì sẽ khó hơn bài trước một chút. Tuy nhiên thì cũng có những câu tương đối dễ cho các bạn chọn được cái đáp án đúng ha. Ví dụ như là những cái đại từ thay thế hoặc là đồng nghĩa, từ đồng nghĩa hoặc là suy luận tìm thông tin thì chúng ta chỉ tìm kiếm những cái thông tin có được ủng hộ trong bài hay không. Okay, let's go. Question 44. What topic does the passage mainly discuss? Bài văn chủ yếu thảo luận về chủ đề gì? A. The way how to write a resume for job application. Cách viết bản sơ yếu lý lịch để xin việc. B. The mistakes people make when applying for a job. Những lỗi mọi người thường gặp phải khi nộp đơn xin việc. C. The common way to make impression in a job interview. Cách thông thường để tạo ấn tượng tốt trong một cuộc phỏng vấn xin việc. D. The necessary skills for job application. Những kỹ năng cần thiết để xin việc. Vậy ngay từ cái đoạn đầu tiên, ta đã có câu There are many mistakes that people make when writing their resume, CV, or completing a job application. Here are some of the most common and most serious. Có nhiều lỗi mà mọi người thường gặp khi viết bản sơ yếu lý lịch hay là hoàn thành một cái hồ sơ xin việc. Dưới đây là một vài lỗi thường gặp và nghiêm trọng nhất. Vậy thì chọn phương án nào các bạn? Đây là một cái câu mà dẫn cho đầu đề luôn rồi, đúng không? Vậy ta chọn phương án B, đúng không? Những cái lỗi mà mọi người thường gặp khi nộp đơn xin việc. Ok. Question 45. The word executing in paragraph 2 E closes in meaning 2. A. Enumerating, liệt kê. B. Determining, xác định, tìm ra. C. Completing, hoàn thành. D. Implementing, thực hiện, thi hành. Chúng ta xem xét cái câu chứa từ này ha.
they do not necessarily know the specific skills you used in executing them, nor do they know what result you achieve. Họ không cần thiết phải biết những cái kỹ năng cụ thể bạn đã sử dụng để thực hiện cái nhiệm vụ đó. Họ cũng không cần biết kết quả bạn đã đạt được là gì. Ok? Vậy cái chữ executing ở đây mang nghĩa là thực hiện, đúng không? Và thực hiện thì đồng nghĩa với phương án. D, implementing. Ok? Thực hiện, thi hành. Question 46. The word concrete in paragraph 3 could be best replaced by A. Indeterminate, mơ hồ, không rõ. C. Specific, cụ thể, rõ ràng. C. Substantial, chủ yếu, thiết yếu. D. Important, quan trọng. The more concrete information you can include, the better. Thông tin bạn cung cấp càng cụ thể càng tốt. Và cái chữ concrete ở đây là cụ thể, rõ ràng. Ta chọn phương án B. Specific, cụ thể, rõ ràng. Ok. Question 47. What does the word it in paragraph 3 refer to? A. Organization money, tiền của tổ chức. B. Information, thông tin. C. Productivity, năng suất. D. Percentage, percentage, tỷ lệ, phần trăm. Ta xem xét các đoạn thông tin chứa chữ it. If any innovations you introduce save the organization money, how much did they save? How much did they save? If you found a way of increasing productivity, by what percentage did you increase it? Ở đây thì cái từ organization money là nằm ở đoạn ở câu trên, và trong cái câu sau thì chúng ta không có cái chữ information, loại luôn các bạn ha. Bây giờ còn lại chữ productivity, năng suất, và percentage, tức là tỷ lệ, phần trăm. Đó là hai cái danh từ số ít trong câu chúng ta đang xem xét. Vậy thì nếu bạn đã đưa ra được cái ý tưởng đổi mới nào để giúp tiết kiệm được tiền cho tổ chức, thì họ đã tiết kiệm được bao nhiêu? Và câu tiếp theo, nếu bạn đề xuất được một cách tăng năng suất, vậy bạn đã làm tăng nó lên bao nhiêu phần trăm? Vậy nó này là cái gì các bạn? Là năng suất hay phần trăm? Đúng rồi, năng suất. Bạn đã tăng được cái năng suất lên được bao nhiêu phần trăm? Vậy ta sẽ chọn phương án C, productivities. Ha. Vậy bạn đã làm tăng nó ở đây chính là năng suất lên bao nhiêu phần trăm. Question 48. According to the passage, what information should candidates include in their resume? Theo đoạn văn, thông tin nào những người xin việc nên bao hàm trong bản sơ yếu lý lịch của họ? Ok, ta thấy thông tin này. The biggest problem is perhaps listing the duty for which you were responsible in the past position. All this tells your potential employers is what you were supposed to do. They do not necessarily know the specific skill you use in executing them, nor do they know what result you achieve. Tức là họ này không có cần phải biết bạn cần những kỹ năng cụ thể nào để sử dụng thực hiện cái nhiệm vụ đó. Vậy ta loại phương án A và B, đúng không? Loại luôn. Đâu nó đề cập tới những cái thành tựu ở công ty trước của bạn đâu. Tiếp theo ta có thông tin này. Writing what you are trying to achieve in life, your objective, is a waste of space. Viết về những điều bạn đang cố gắng đạt được trong cuộc sống, mục tiêu của bạn đó, là một sự lãng phí giấy. Vậy ta loại luôn phương án D. Vậy ta chỉ còn lại là phương án C, tức là liệt kê các chức vụ trước đây đã làm nhưng không có nhắc đến những cái kỹ năng cụ thể và các thành tựu. Phương án C các bạn ha. According to the passage, which of the following is not true? Theo đoạn văn, câu nào sau đây không đúng? A.
The ability to negotiate effectively is as significant as technical skills. Khả năng đàm phán hiệu quả cũng quan trọng như các kỹ năng thực hành. B. Candidates must study the job they are applying carefully before writing the CV. Người xin việc cần phải nghiên cứu công việc họ đang nộp đơn một cách kỹ càng trước khi viết bản sơ yếu lý lịch. D. Applicants should not apply for a distinct job from what they are doing. Người xin việc không nên nộp đơn xin một công việc khác với công việc họ đang làm. D. The information interviewees present should be related to the job they are applying. Những thông tin mà người đi phỏng vấn trình bày nên có liên quan đến công việc mà họ đang xin. Ok, bây giờ ta có thông tin này. Thứ nhất, however, your ability to negotiate effectively, for example, can be just as important as your technical skill. Tuy nhiên, khả năng đàm phán hiệu quả của bạn cũng quan trọng như các kỹ năng thực hành. Vậy ta loại phương án A, bởi vì ở đây cái thông tin này nó ủng hộ cho phương án A. Tức là thông tin ở phương án A là đúng mà chúng ta đang đi tìm những cái thông tin sai. Tiếp theo ta có thông tin on information you give should be relevant, so carefully consider the job for which you are applying. If you are applying for a job that is somewhat different than your current job, it is up to you to draw a connection for the resume reviewer, so that they will understand how your skills will fit in their organization. Tất cả các thông tin bạn cung cấp nên có mối liên quan với nhau. Vì vậy, hãy nghiên cứu công việc bạn định xin và định nộp đơn một cách kỹ càng. Nếu bạn đang xin một công việc mà xét về cái cạnh nào đó là khác với công việc hiện tại của bạn, thì bạn nên tạo một cái sự liên kết giữa hai công việc để người đọc bản sơ yếu lý lịch hiểu được các kỹ năng của bạn có phù hợp với tổ chức của họ hay không. Vậy thì ta loại luôn phương án B và D, được chưa? Vì chúng ta phải nghiên cứu công việc cẩn thận, có đề cập. B đúng. Và D, những cái thông tin chúng ta cung cấp thì phải liên quan tới công việc chúng ta nộp đơn, hiển nhiên, đúng không? Chỉ có cái phương án C á, nó nói là không nên nộp đơn cho cái công việc mà nó khác với công việc hiện tại. Không, trong bài nó nói nếu bạn nộp đơn với công việc mà khác thì bạn phải tìm được cái mối liên hệ ha, mà làm sao cho công việc cũ và công việc mới nó có liên quan với nhau, thì cái nhà tuyển dụng người ta mới xem xét coi bạn có phù hợp với cái vị trí ở công ty của họ hay không. Ok, vậy thông tin ở phương án C là sai ha, ta chọn phương án C. It can be inferred from the last paragraph that. Có thể suy ra từ đoạn văn cuối rằng A. You should write accurately about your ability for the vacant position. Bạn nên viết một cách chính xác về khả năng của bạn cho vị trí còn trống. B. You should be modest about what you can do. Bạn nên khiêm tốn về những gì bạn có thể làm. C. A resume reader is good enough to understand what you imply about your ability in the CV. Người đọc bản sơ yếu lý lịch đủ giỏi để hiểu những gì bạn hàm ý về khả năng của bạn trong bản sơ yếu lý lịch. D. You are allowed to exaggerate the truth of your competence if possible. Bạn được phép phóng đại sự thật về khả năng của bạn nếu có thể. Ok, thông tin đoạn cuối. If you are modest about the skill you can offer or the result you have achieved, a resume reader may take what you write literally and be left with a low opinion of your ability. You need to say exactly how good you are. On the other hand, of course, never stretch the truth or lie. Nếu bạn khiêm tốn về những kỹ năng bạn có thể làm hay
kết quả bạn đã đạt được, thì người đọc các bạn sơ yếu lý lịch sẽ hiểu theo đúng nghĩa đen bạn viết và sẽ có ấn tượng không tốt về khả năng của bạn. Bạn cần phải nói chính xác bạn giỏi đến mức nào. Mặt khác, không bao giờ được phóng đại sự thật hay nói dối. Ok, vậy thì bạn sẽ chọn phương án nào đây? Đúng rồi, phải nói một cách chính xác ha, không có khiêm tốn như phương án B, và cũng không thể để cho các người đọc CV tự hiểu ra cái gì mình ngụ ý, và cũng không được phóng đại luôn ha. Ta chọn phương án A. Bạn nhớ là ở cái câu hỏi này người ta đang dùng một số cái từ đồng nghĩa so giữa bài đọc và câu hỏi. Ở câu hỏi người ta dùng cái chữ exaggerate, tức là phóng đại. Còn trên bài đọc thì người ta dùng chữ stretch. Stretch ha, nó là nói nhiều hơn, tức là phóng đại sự thật. Đây là từ đồng nghĩa được ha. Cho nên là chúng ta cứ cập nhật cái từ vựng của mình để bài đọc nó trở nên dễ dàng hơn. Ok ha. Well, thanks for your attention. Cảm ơn các bạn đã tập trung theo dõi sửa đề. Các bạn chấm xem mình được bao nhiêu điểm. Tới đề này thì cái số điểm của mình đã được nâng lên chưa? Nếu chưa, thì hãy xem lại những cái đề, những cái câu hỏi xem là mình đang còn vướng chỗ nào, cái lý thuyết nào. Ok, good luck with your mark. Thank you. Bye for now. See ya.